Rồi, em chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục hành trình đến những con chợ. Hôm nay thì ta sẽ đi chợ Hòa Bình. Chợ Hòa Bình ở quận 5. Cô này là chúng ta đứng ở mặt đường Nhiêu Tâm. Đường Nhiêu Tâm, con đường nổi tiếng về bán nữ trang, phụ kiện ngành vàng. Thì đầu đường Nhiêu Tâm là có cái chung cư 1009. Chắc xíu nữa em đi ngang đó để gợi nhớ đến chị một lần nữa ha. Những ngày sau Tết. Hôm nay là mùng 6 Tết. Hôm nay em đi với Nị, mới ăn hủ tiếu xong thì sẵn còn sớm đi tản bộ vòng vòng ở đây xem ngắm có gì ủng hộ thì lạ lạ mình mua, sẵn cho cô chú anh chị mình cùng nhìn lại con chợ này luôn. Đi chợ là một cái gì đó rất là thú vị ha, nhưng mà mình dễ khuây được rất là nhiều. Ra đây đây là con gà ta dưới quê. Ra đây mình nghe nhiều cái âm thanh lắm. Hả? Latito hả? Latito giờ người ta trồng dạng công nghiệp rồi, nên nó rất là bự mà nó không có thơm. Ngôi chợ này thì là một trong những ngôi chợ lâu đời nè. 35.000 ký thanh long. Vừa dưới với quê bán có 5.000 trái trên đây quốc tế. Tết mà. Nhớ hồi đó cứ mỗi lần Tết là đi mua cái lá tự nhiên năm á. Cái gì? Mỗi lần Tết á đi chùa là mua cái lá tự quy á. À. Thôi coi lá tử vi thì đi phía sau anh đi để án camera rồi. Bán quần áo, chợ này là cũng giống như chợ Cô Giang vậy, nhưng mà chợ này thì lớn hơn. Tiền khẩu trang ở nhà cái đóng rồi. Đây có nón nữa hả? Nón nít, nón người lớn, có nón người lớn không? Nón người lớn, nón nào mà nó mát mát à. Ở trong nè. Dạ. Chúng ta đi vòng vô chợ nha. Là nhiêu cái chị? 40. Nắng. Thôi, lấy đóng kết đi. Đóng kết để ra ngoài lấy, ngoài có. Mà em thấy có cái đóng kết không? Đóng kết nhiêu cái chị? Đóng kết thì nhiêu chị? 35. Chị lấy em cái màu sáng sáng. Có màu đỏ với màu nâu hả?
ở đây cũng được. Dạ. Đây chị bán rau cải, nấm rơm. Mua nhà mẫu, mua nhà mẫu biết gì là làm gì? Tại sao vậy, canh dễ ăn không? Bắt lèo lên nấu gì đâu? Rồi mấy ngày này đồ ăn quá trời rồi. Đầu tư luôn chứ. Mình mua ủng hộ chị đó mà không biết mua cái gì. Thôi. Mua mạng không hết thì lại phí phạm nữa. Mấy ngày Tết nhà nào cũng ngập vàng quá. Chúng ta đi tiếp nha. Đổ vô nó được không? Đổ đây nó hỏng vậy. Phải kiểu nó vậy mà. À đây thì bún, bún với xương sa, xương sáo, quầy ăn. À, phía bên đây thì bán hải sản, tôm, cua, ghẹ. Bên đó cuối đường là đường Đào Tấn. Ta đi ở đây đi, ta vòng qua đây. Mình mới đi vòng ngoài thôi nha, còn trong cái lòng chợ nữa. Lòng chợ. Chợ này buổi tối bán rất là đông. Bán quần áo. Không thua gì chợ đêm Bến Thành. Nên các anh chị các bạn có thể là ngoài chợ Bến Thành thì chúng ta có thêm một cái chợ nữa để đi về ban đêm. Cũng rất là thú vị nha. Trời ông chú ở dưới quê rồi cái đống vẽ lên. Mẹ nói nhà đâu có đâu, mẹ phải đi mua mà. Không thấy phía sau nhà con cái mà. Mẹ phải đi mua thôi. Cái gì con cũng mua thì cái gì con cũng ăn không nổi. Bắp chuối hả? Bắp chuối mà đi vòng ngược lại. Đây, tới đây thì bán trái cây. Ở đây là quầy ẩm thực, khu ăn uống nè. Đây thì không thể thiếu món canh bún ngoài chợ. Ngoài chợ lúc nào cũng có canh bún. Ở cái khúc này ấy, mình đi khúc này đi. Cháo lòng. Mình đi ở ngoài đường này nó cái không khí nó khác chứ mình đi ở trong lòng chợ nó cũng khác. Mỗi mỗi nơi có cái thú vị. Má quên rồi đó, để tủ lạnh lâu quá nó đông đá nó lạc nhách mà. Ba con cua mua bữa 29 Tết bây giờ chưa ăn. Đây mình tới ngay ngã tư đầu đường ngã tư Nghĩa Thục, Nghĩa Thục và Bùi Hữu Nghĩa. Ê, xin lỗi chị. Bùi Hữu Nghĩa thì nổi tiếng về món quay, vịt quay, heo quay, gà quay. Đây hết rồi. Ta sẵn đi một vòng đường Nghĩa Thục cho cô chú anh chị mình xem luôn ha. Rồi mình đi ra cái ra xíu nữa quẹo trái đường Như Tâm để gửi đến chị Lily. Hình ảnh chung cư rõ hơn. Bữa thì mình quay từ xa và đi bằng xe máy. Thì hôm nay mình sẽ đi bộ đi chợ này và gửi đến anh chị. Có một cái comment về chợ cái chùa cũng rất là đẹp ha. Bữa nào mặc đồ dài
hả? Có những cái comment mà ở chợ Hòa Bình nhưng mà hôm bữa em quên nốt lại, về cái căn nhà ở cái đường, ở đường gì mà hôm bữa quên nốt lại nên bây giờ tìm lại không thấy. Phiền cô chú anh chị có thể comment lại ha, để em đi rõ hơn. Ủa, comment hay comment? Comment. Comment. Rồi. Comment. À, đường Trần Đạo nè, quay cái hình chung cư 1009 này nha. Rồi chúng ta kết thúc cái hành trình đi chợ sơ bộ ở đây. Nếu mà đi chi tiết nữa thì còn rất là dài, nhưng mà sẽ cố gắng trong những cái video tiếp theo. Chợ tại chợ lớn lắm mà, nãy mình đi mới có hai mặt ba mặt bên trong lòng chợ, chưa đi lòng chợ. Rồi đường khúc Đào Tấn, chợ cá chưa có đi. Này bên kế chung cư 1009 nè, đi phía sau mà chung cư này nè. Đấy, đường lên chung cư. Ở dưới thì người ta cho thuê mặt bằng hết rồi. Hôm nay là thay quận 8 không mà. À, tại vì ngay ngày thứ 2. Quận 8 thứ 3. Thứ 3. Quận 7 rồi. Không biết ngày xưa chị ở lầu mấy ha. Giờ hôm nay mọi người khai trương trễ nên có thời gian em đi ngày mùng 6 để bà con mình cùng nhìn lại cho nó rõ hơn ha, về cái chung cư này. Dạ đó, quay phim á chú. Chắc mình xin tạm dừng cái video tại đây ha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe. Những cái video tiếp theo chắc sẽ em đi tới cái hẻm 36/7 Trần Hưng Đạo ha, để gửi đến anh chị Tina. Bữa giờ em cũng rất là lâu rồi mà em chưa đi đến được, chị thông cảm ha. Em sẽ đi đến đó và gửi anh chị trong thời gian gần nhất. Ở đây buổi sáng rất là mát ha. Hướng này chúng ta về chợ lớn nè, về khách sạn Đồng Khánh nè, về Đại Thế Giới, bến đò La Cai.